Xin chào mọi người, vẫn tiếp tục những chủ đề về dinh dưỡng cho bà đẻ, cho phụ nữ sau sinh. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem về tác dụng của nghệ cho phụ nữ sau sinh nhé. Bà đẻ ăn nghệ có tốt hay là không? Và chúng ta nên uống nước nghệ tươi hay là không nhé? Các bạn thân mến, nghệ trong dân gian được ví như là thần dược, có rất là nhiều tác dụng cho việc làm đẹp này và chữa bệnh cho con người. Đặc biệt là các chị em chúng ta rất là thích việc làm đẹp với nghệ, đúng không nào? Còn đối với các chị em ở giai đoạn mà chúng ta sau sinh, ngoài việc chúng ta có thể dùng nghệ để thoa lên da này, giúp làm xóa mờ những cái vết dạn, mờ sẹo hay là giảm eo, giảm béo nữa, thì nghệ còn được sử dụng trong nấu ăn, trong ăn uống. Đặc biệt là người ta thường dùng nghệ tươi cho các món ăn cho bà đẻ. Các bà đẻ chúng ta chắc chắn là không thể thiếu những cái món thịt kho với nghệ, kiểu như là mặc định rồi và ai đẻ cũng vậy. Mục đích mà chúng ta thường là cho nghệ vào những các món kho thịt, kho cá, kho tôm ấy, là giúp mẹ sau sinh chúng ta phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Nghệ nó có tính ấm này, có vị cay đắng và nó rất tốt cho phụ nữ sau sinh và phụ nữ mang thai nữa. Giai đoạn mang thai, sau sinh thì chúng ta đều sử dụng được nghệ trong ăn uống, giúp chống viêm này, bổ máu, rất là tốt cho phụ nữ vừa mất máu quá trình sinh đẻ, đúng không nào? Bổ máu này, hồi phục những vết thương, vết khâu, vết mổ nó nhanh hơn, nhanh liền sẹo, tránh để lại những cái sẹo xấu. Đồng thời, nghệ sử dụng một cách hợp lý thì nó cũng lợi sữa cho mẹ nữa. Do đó, bà đẻ mới sinh, chúng ta nên ăn nghệ. Các mẹ sau sinh thường thì chúng ta hãy đẻ khoảng 2 đến 3 ngày sau đó. Còn với các mẹ sinh mổ thì chúng ta hãy đợi khi mà xuất viện khoảng 6 đến 7 ngày sau đó nhé. Và để cho nó bớt nhàn ấy, thì các mẹ chúng ta có thể chế biến nhiều món khác nhau với nghệ tươi. Ví dụ như là thịt lợn kho này, hay thịt bò, gân bò kho, gà rang nghệ hay là cá kho nghệ hoặc là tôm kho nghệ nhé. Các mẹ chúng ta có thể ăn nhiều hơn ấy, tức là liên tục trong khoảng đến 2 đến 3 tuần sau sinh. Và sau đó thì chúng ta có thể giãn dần ra, giãn cữ dần ra, tức là không phải bữa nào chúng ta cũng nhất thiết là phải cho nghệ vào các món ăn của mình. Dù là nghệ rất tốt nhưng chúng ta lạm dụng quá thì nó cũng không phải là quá tốt cho các mẹ nhé. Chúng ta ăn ở cái mức độ vừa phải, cân bằng dinh dưỡng, nó sẽ là tốt nhất cho các mẹ sau sinh. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều nghệ có thể gây phản tác dụng. Ví dụ như là những cái vấn đề về tiêu hóa, ợ nóng, ợ chua này, đau bụng, tiêu chảy nữa, thậm chí là nó sẽ làm cản trở hấp thu dinh dưỡng của chúng ta. Nghệ tươi thì nó thích hợp hơn để nấu ăn. Nhiều người chúng ta có sử dụng là nghệ tươi để chúng ta làm thức uống, tức là nước uống ấy. Thường là có thể là giã, chắt lọc nghệ tươi lấy nước để uống này, hoặc là chúng ta thái lát nhỏ ra, đun nghệ tươi lên và lấy cái lọc, lấy cái nước đấy để uống. Uống cái kiểu này nó sẽ tươi và vị nó hăng hơn, nó sẽ khó uống hơn và dễ có cái hiện tượng là nóng trong người. Vàng da nữa, dễ bị vàng da là vàng răng cho mẹ sau sinh chúng ta, bởi vì là hoặc là cái hiện tượng táo bón sau sinh nữa nếu mà chúng ta sử dụng cái nước nghệ tươi nhiều như này, bởi vì là nó có vẫn còn cái tinh dầu ở trong đấy nữa, nên các mẹ chúng ta hãy hạn chế, tốt nhất là chúng ta không nên ép cái nghệ tươi hay là nấu nước nghệ tươi để cho nó uống, và thay vào đó thì các mẹ chúng ta hãy sử dụng tinh bột nghệ để chúng ta làm thức uống nhé. Các mẹ chúng ta có thể mua tinh bột nghệ nguyên chất về để chúng ta pha để uống. Có thể pha với nước ấm, hoặc là pha mật ong, hoặc là pha sữa để uống sau khi chúng ta sinh đấy. Khoảng một tháng sau sinh thì chúng ta có thể sử dụng cái thức uống từ tinh bột nghệ này. Và hạn chế không nên sử dụng cái nước ép tươi từ nghệ tươi để uống nhé. Tóm lại là chúng ta không thể phủ nhận được lợi ích rất là lớn từ việc sử dụng nghệ đối với các bạn đẻ mẹ sau sinh chúng ta. Đây được cho là một siêu thực phẩm rất là tốt, nhưng mà các mẹ chúng ta hãy chú ý ăn vừa phải và không được lạm dụng quá nhé.